Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn này mới vẻ ạ. Thì những cái clip tôi làm với cua Alaska ấy thì được rất nhiều các bạn comment rằng là anh ơi, em chưa được ăn cua Alaska bao giờ. Cua này đắt thế, ai mua được. Rồi rất nhiều bạn bảo là chưa được ăn cua Alaska ấy. Vì vậy hôm nay tôi sẽ thực hiện clip gọi là tặng cua Alaska cho những bạn chưa được ăn. Đây là 7 con cua tôi đã mua về để tặng. Đây là tôi tặng nhá, tặng những người chưa được ăn, các cô, các bà, các chú, các bác. Nhưng mà ở đây chỉ có 7 con thôi. Vì vậy tôi chỉ tặng được 7 người thôi các bạn. Các bạn bảo là con cua Alaska rất là đắt. Thì tương đây là 18 cân nhá các bạn nhá. 7 con này là 18 kg. Và trị giá là gần 40 triệu đồng. Hôm nay làm clip chơi lớn luôn. Thì căn bản là nhiều người comment ở trên kênh tôi là anh ơi, cua đất này ai dám ăn, anh ơi 7 triệu một bữa này không ai dám ăn đâu. Thì anh ơi, em chưa được ăn cua bao giờ. Nó nói lại tôi đọc được rất nhiều comment bảo là chưa được ăn cua bao giờ. Vì vậy tôi đã thực hiện clip này dành cho những bạn chưa được ăn cua bao giờ. Tôi sẽ tặng tất cả các con cua ở đây đều sống hết đấy các bạn nhìn này. Đấy, cái càng này nó mà cắp cái là gãy ngón tay luôn, nó sống hết nha các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ cho nó vào trong thùng và cho đá vào để cho nó sống nha các bạn nha. Không để ngoài trời lâu quá nó sẽ chết. Đó. Nhìn mấy con cua Alaska này mà tôi đói các bạn ơi. Thì những người tặng là những người chưa được ăn cua Alaska bao giờ thì tôi mới tặng. Ok. Không nói nhiều đâu, bây giờ tôi sẽ cầm cua đi tặng luôn. Đi đường sẽ gặp ai mà thấy vất vả quá hay khó khăn quá thì tôi sẽ tặng. Chứ không phải là tôi tặng là những người giàu hay là... Nói chung là những người giàu thì có rất là nhiều tiền rồi, người ta thích ăn bao giờ thì ăn. Thì tôi chỉ tặng những người vất vả thôi. Cho thứ mấy người mà người ta không nhận các bạn, người ta cứ sợ là lừa đảo, đánh thuốc mê các thứ ấy. Mà các là mình mang cái hộp quà to quá các là... Nói chung là người ta tưởng là lừa đảo, đánh thuốc mê người ta không nhận mọi người ạ. Thôi đi tìm người khác vậy. Con chào bác. Ơi, chào con. Con muốn quà gọi là quà cho những người lao động, những người đang làm việc ở ngoài trời. Thì con thấy thương các bác thì con mua một món quà tặng các bác. Thì đây con có con cua Alaska. Bác biết con cua Alaska con gì không? Không biết, đã nhìn thấy đâu rồi. Đây, con cho bác xem. Đây, nhìn thấy con cua đấy đâu? Đây. Ôi trời ơi, to thế. Đây là con cua Alaska. Và con sẽ tặng bác, con không lấy tiền của bác. Đó. Đó, đó là tấm lòng của con tặng cho bác. Ôi dồi ôi, con cua này to mà đẹp ngon này. Thế để hấp bùi ăn uống thế nào? Thì bác cứ hấp bia hay là... Đó là bác hấp như hấp cua hay cái to bình thường ấy. Nhưng mà hấp không nên để chín quá. Hấp vừa phải để lấy nước ăn cho ngon. Chứ hấp kỹ quá nó khô nước ăn không ngon đâu. À thế gì? Vâng. Thì đây là con tặng bác nhá. Thì chúc bác thành công cho cuộc sống. Nhưng mà có cho xả cho xiếc gì không đây? Có, bác cứ hấp chấp cho xả vào bình thường. Hấp như bình thường thôi. Hấp đơn giản mà, bác hấp cua, hấp tôm như nào? Tôi vận càng, tôi hấp giờ hấp. Được, bác các bác coi này. Rất nhiều xả. Bác chặt từng cái một ra hấp được hoặc hấp cả con nếu mà lồi bác to. Đó, đây là món quà con tặng bác, thì chúc bác luôn luôn mạnh khỏe để gọi là cống hiến cho đất nước. Bắt tay bác cái. Bắt tay con. Cảm ơn nhá. Vâng, chúc bác mạnh khỏe nhá. Con chỉ muốn các bác luôn luôn mạnh khỏe thôi. Con không muốn gì khác. Con lên TV để bác nay cho con thật nhiều. Vâng, cảm ơn bác. Thế bác có biết con ai rồi? Dí nhỉ, vì Phương Dưỡng à? Tao nhìn nó mày trên TV rồi. Thế là bác ấy nhận ra tôi rồi. Đấy. Con cảm ơn các bác nhá. Chúc bác mạnh khỏe. Có một bác hay là cô đang mò ốc ấy. Bác ơi, con có món quà tặng bác. Thì bác ra đây con muốn hỏi vài câu thôi. Cô đang mò ít ốc. Thế bác đã bao giờ ăn cua, con cua Alaska chưa? Cô lấy đâu ra con cua mà ăn? Đây thì đây. Chỉ mua mò được ít trái, ít ốc, ít đồng. Thế cô biết con cua Alaska là cua gì không? Cô chả biết. Từ trước thì hôm nay con sẽ tặng con cua Alaska cho cô.
Thì hôm nay là con làm một cái clip gọi là tặng cua Alaska cho những người gọi chưa ăn bao giờ. Thì con cô chưa ăn thì con sẽ tặng cô. Đó, đây. Đây là cua Alaska. Cua này là sống ở dưới đáy biển. Vì thế nó phải sống bằng nước đá cô ạ. Phải cho đá đây nó mới sống, nó mới lạnh ấy. Cua to này bao giờ cô được ăn. Thì đây con là tặng cô, không mất tiền luôn. Đây là con là tặng luôn. Tặng thật á? À? Tặng thật. Thật cô, cho cô thật à? Thật, đây con cua này là của cô rồi, đấy, con không lừa đảo nha. Con là của kênh YouTube P đây, cho ở trên YouTube ấy. Nếu mà là lừa đảo thì cô cứ lên mạng tìm là công an khác tìm ra. Nó cắn không? Không, nó quá cắn, nếu mà nó khỏe nó càng nó cắp đấy. Càng nó khỏe lắm đấy. Thì cô về cứ hấp như hấp cua bình thường là cho xả các thứ vào thôi. Nha cô nhá. Chúc cô cảm ơn các con nhá. Chúc cô sức khỏe nhá. Con đã có lòng để cho cô này, cô đi mò cả ngày có trả được con cua đây này. Cố gắng cho cô nhá cô. Hôm nay cô chúc cô mạnh khỏe nhá. Chúc các con làm được nhiều để đi ủng hộ tất cả mọi người nhá. Vâng, con cảm ơn. Con về đây ạ. Bye bye cô. Vậy là tôi đã tặng 2 con cua Alaska rồi. Bây giờ còn là 5 con nữa thôi. Bây giờ tôi đi tặng tiếp nha. Bình thường ấy, con cua này là cua biển, mình cứ về hấp bình thường thôi. Giờ đi tặng mấy bác nữa, bác gái đi bán cái tay mấy bác ấy sợ quá. Bác. Con này nó mới ai nhìn thấy bao giờ? Con cua này đó, cua biển. Thế bác cứ hỏi cái gì phương dưỡng. Ở Bè Khê ấy, không xa đâu ạ. Phương dưỡng à? Phương dưỡng ở Bè Khê. Rồi. Bây giờ tôi sẽ thay đổi không khí một chút. Tôi sẽ đi tặng một bạn học sinh. Các bạn là những bạn học sinh thường thường ủng hộ tôi rất nhiều. Những bạn đấy thường xuyên xem clip của tôi và đăng ký kênh ủng hộ tôi ấy. Vì tôi cũng rất quý những bạn học sinh. Vì vậy bây giờ tôi sẽ đi tặng cho một bạn học sinh nhé. Bất kỳ nhé. Ôi, anh Hương chưa? Anh gái. Em đã được ăn cua vào chưa? Em chưa. Nhưng mà sao em biết anh? Em cũng hay xem kênh YouTube của anh nhiều. Thì đây là có một chương trình, anh làm một chương trình ấy là những ai chưa được ăn cua thì anh sẽ tặng người đấy một con cua Alaska. Mà em biết con cua Alaska là con gì không? Em có, em hay xem video của anh mà. Xem thử không? Có. Mình về mình hấp như bình thường thôi, bảo bố mẹ làm cho không, em biết nấu cơm không? Ôi, con này. Đấy. Đó, đây là con cua Alaska. Đây con cua này sẽ là của em. Em biết chế biến chưa? Chắc tí về em sẽ phải bảo bố mẹ làm cho à. Không thì lên mạng xem, mình cứ ướp xả các thứ bình thường hấp thôi. Nhưng đừng, anh khuyên ấy là không nên hấp kỹ quá. Không kỹ quá là nó khô ấy, không ngon đâu. Ok đấy. Đó là quà của em. Em cảm ơn. Chúc em gọi là luôn học tập thật tốt. Em lớp mấy rồi? Em lớp 12 ạ. Lớp 12 rồi hả? Vâng. Vinh dự có bắt tay em cái. Chúc em học tập thật tốt nha. Vâng. Ok em ạ. Con làm chương trình là tặng quà con cua, con sống nữa. Cua Alaska, cua biển. Sao lại tặng? Đây nhá, con giải thích cho bà nhá. Không bà sợ lừa. Con là dưỡng ở Bè Khê. Thế con làm clip là đi tặng quà những người gọi là người già, người làm việc ngoài trời, những người vất vả. Đấy thì con đi qua con đi tia bà từ lấy rồi. Bà bán mì đây con tia bà từ lấy rồi. Thấy bà già nhất trong các cô ở đây. Tí. Dạ, bà tí. Tí ý là con nhìn bà để ý bà ấy, con thấy bà già nhất trong những cô ở đây. Thì con đi qua con quay lại để tặng bà con cua này. Hấp như cua bình thường thôi. Tặng thì sao lại nhà cháu tặng hay là của công ty? Của con tặng. Thế sao mày? Của con. Con này có trị giá là hơn 5 triệu. Sao mày tiền đâu mà mày tặng? Thì con kiếm được tiền thì con mới tặng. Đó.
thì con làm chương trình mà. Đấy, cô bà này, con làm chương trình, con tặng thật chứ con không lấy tiền của bà. Biết rồi, nhưng mà các cô sợ lắm, sao mày này, bà này tặng mày, bà này tặng bà, mày tặng bà sợ. Con nào giải thích cái nào, con là Phương Thu Dưỡng ở Bè Thê, con không đi đâu mà sợ bà. Không, tặng bà thì bà thích rồi, nhưng mà... Là sao lại tặng nữa? Thì con làm chương trình, con tặng, con có một chương trình ở trên TV ấy, con tặng bà. Không lừa bà, không, đây con cua thật, nó vẫn sống, bà nhìn nó thở. Chào anh, nói em đi tặng bác, bác đang sợ đâu, không nhận. Hỏi anh này cho ăn được không? Con này có 10 triệu đấy bác. Không, con này em mua hơn 2 cân, hơn 5 triệu thôi, gần 6 triệu thôi. Câu à? Đấy bà, anh này không không lừa đâu. Thế bà đang sợ là con gái không biết ăn được không? Được anh. Không lấy được thì bà về bà thả không? Không thả, bà về cho các chị nhà mình, các chị các anh nhà mình biết lấu mà. Mà tiền đâu mày định đi tặng bà thế này? Bảo là con làm chương trình thực tế, con tặng những người bà già này, bà ngồi đây mà bán hàng thì con chẳng vào con tặng. Đấy đã, con nào mua đâu. Thế, thì con không cầm tiền, câu cầm tiền anh mua bà bịch mì và ăn tháng nào? Trả được một đồng. Câu, cho anh vay tiền mua bịch mì nào. Vài bịch là bao nhiêu? 20.000 một cân. Trong này một cân hả? Ừ. Cho anh vay 20 cậu ơi. Nhưng mà gì, mì này là chỉ đun kỹ nước dùng. Rồi, con biết rồi. Thôi. Cho anh vay 20.000. Thôi, mày không phải mua. Không. Mày cho bà con cua. Con vẫn cho cua mà con mua ủng hộ bà. Ok. Cho anh vay 20.000. Chết, thế sao mày lại làm chương trình gì mà cho bà thế này? Vay nhá, vay trả. Okay. Cho bà, cảm ơn. Ê, 20.000 hả bà? Ừ, con xin nhá, con chúc bà luôn luôn mạnh khỏe nhá. Ừ, cảm ơn cháu. Chúc bà luôn mạnh khỏe. Không phải sợ đâu. Thế hả? Bà cầm về bà cứ bảo anh chị chế biến cua cua biển mà chế biến sắp xả hấp thủng ra. Thế sao mày? Con ở Bè Khê nhá, bà không phải sợ. Cứ về về bà về hỏi anh chị em với các con thứ lạnh đi. Đây đây đu đá để cho nó sống ấy đó. Con này sống như biển mà, phải để dưới đá bắt đậy kín à. Cháu tặng thì phải ví, nhưng mà lo mua nắm trả được ăn những thứ này bao giờ. Bác không, không phải lo, bây giờ bác thấy có một người lạ tặng một con quà to, nhưng mà bác cứ nghĩ con đi làm từ thiện thì đấy, bác là con là người làm từ thiện đấy. Quý lắm nhưng mà sợ lắm. Có ông bà cái nữa không, cái bà hiền này. Quý quá nhưng mà sợ lắm. Con là Phương Thu Dưỡng ở Bè Khê. Không phải sợ nhá, bà bình tĩnh thì không phải sợ. Đây con ngủ ngộ bà đấy, các em con vừa đi thợ điện ở trong đây ra đấy. Đây con gái nhá, chúc bà mạnh khỏe nhá. Bà cảm ơn nhá. À, cảm ơn bà. Chúc bà mạnh khỏe. Chết phấn khởi quá. Con cua này tôi sẽ tặng cho một bạn là fan cứng của tôi. Bạn này là fan của tôi khoảng 2 năm rồi. Bạn ấy video nào bạn ấy cũng chia sẻ lên mạng xã hội, chia sẻ lên Facebook ấy. Cứ có video mới là bạn ấy chia sẻ. Nói chung bạn ấy là fan cứng của tôi. Vì vậy tôi sẽ quyết định tặng con cua này cho bạn ấy. Đây là bạn fan cứng của tôi nha các bạn nha. Bạn này tên là Chu Hiển đấy, ở link Facebook tên là Chu Hiển đấy, nhưng mà tên thật của em là gì? Chu Hiển. Tên là Hiển luôn á. Đó, đây bạn em này, bài viết nào của tôi cũng chia sẻ đấy, đây là mặt em này đấy, ở cùng xã tôi luôn. Thế bây giờ anh tặng em con cua, mà em đã ăn cua bao giờ chưa? Chưa. Đây, anh đang gọi là tạo ra một chương trình đó là ai chưa được ăn cua thì anh sẽ tặng. Nhưng mà em đã ăn cua chưa? Em chưa. Ờ đúng rồi, chưa thì được, ok. Con cua này là của em. Em à đó, từ từ, em muốn bỏ ra xem con cua như nào không? Có. Đấy. Sống nguyên nha em nhá. Đấy em cầm hai càng cho lên xem nào. Con này anh theo anh để ý là con này hình như là to nhất trong 7 con cua đấy. Em mang về em để vào ngăn mát đi. Tủ lạnh em to không? Có. Em cho vào ngăn mát là nó sống. Đấy. Nhớ nhá, cho ngăn mát, em cứ vứt ngăn mát không sợ nó chết đâu. Đó, đây bây giờ con này là của em rồi. Đấy, tặng em. Đầu tiên em được anh tặng cua em rất là vui, em cảm ơn anh. Không có gì, tóm lại là em ủng hộ anh bao nhiêu năm nay thì anh cũng rất là vui khi em được em ủng hộ. Nói chung là đây là món quà của em, xứng đáng với em. Ok, cảm ơn em ủng hộ anh nha. Rồi, về nhá, về bảo bố mẹ nấu ra nhá. Mà mới em lớp mấy rồi? Em lớp 11. Lớp 11 rồi á? Sao gầy thế? Em ăn chắc là không hấp thụ. Ui, em này lớp 11 mà bé tí các bạn ơi. Ăn thế ăn nhiều cho béo nhá. Một mình về ăn hết con cua đi. Ok, bắt chúc khỏe em nha. Ok, bye bye em. Về nhá, về cẩn thận nhá. Con cua cuối cùng thì tôi sẽ tặng cho vợ tôi. Vợ tôi cũng chưa bao giờ được ăn được cua Alaska cả. Vì vậy tôi sẽ tặng cho vợ tôi. Rồi có món quà tặng vợ.
Chẳng định trêu gì vợ cho con gì kinh kinh cái gì vào đây đúng không? Không trêu. Tên tên. Ui. Con cua lắc cả hả chồng? Vợ đang bầu thì vợ cũng chưa ăn bao giờ. Vậy chồng tặng vợ con này luôn. Thế vợ đã ăn bao giờ chưa đấy? Chưa. Thế tưởng là ăn rồi, ăn rồi là không được nhau nha. Ăn chưa? Chưa được ăn bao giờ. Chưa được ăn gì được tặng. Đó. Ôi trời ơi, vẫn sống à? Vẫn sống. Sao bạn biết nó còn sống thở đấy. Cái râu của nó này. Thì con cua này là xe nào của vợ. Đó. Tặng vợ. Chẳng có cho ăn được, tí rồi lại mang đi đâu đúng không? Không cho ăn tặng rồi tự mang đi đâu. Thế tặng vợ xong không nấu cho vợ ăn. Chồng phải nấu cho vợ. Thôi chồng chồng ốm này, chồng mệt quá trời. Ôi chồng mệt quá. Yêu thế. Trời ơi mệt quá, vợ đi nấu đi, chồng không biết nấu. Cảm ơn chồng nha. Ok bạn. Vậy là xong clip nha các bạn nha. Tôi đã tặng hết số cua mà tôi có rồi. Nếu các bạn thấy clip của tôi hay, cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Nhớ đăng ký nhá. Xin chào tất cả các bạn.